Còn đây là đường Nguyễn Thái Sơn. Bây giờ là 18 giờ 30 phút rồi. Đấy, bán hàng, bán rau củ quả, trái cây. Đường này là chuyên gia như vậy đó. Đấy, trái cây nè. Bây giờ mình sẽ đi vào con hẻm ở đường Nguyễn Thái Sơn này. Anh em xem video yêu thích thì đăng ký theo dõi kênh nha. Đây là một trong những cái con hẻm ở khu vực là gọi là phức tạp và khó tìm nhà nhất rồi. Nó ngoằn ngoèo và rất là nhiều nhánh, nhiều ngã rẽ. Đường thì lại nhỏ này. Đường ở đây toàn là đường bê tông. Ở kế bên đây là một con kênh. Con kênh này nó dùng để thoát nước, thoát nước thải, nước mưa, cùng với đó là nước sinh hoạt luôn. Đang hủ tiếu. Ở đây đường nó gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp chứ không phải đường ngon lành gì. Tiệm tóc, tiệm sửa xe, dán được cam. Vô một con đường rồi, ở đây một ngã ba, ngã ba nè bên này, vào bên trong ngã ba đấy nó lại có ngã ba tiếp, đây một ngã ba nữa này. Tiệm tạp hóa. Đường ở đây nó khá là gồ ghề. Tại sao người ta không rải lên một lớp nhựa nhỉ? Có phải trơn tru hay không? Đây lại một ngã rẽ nữa. Rất chi là những con đường. Vào đây là anh em nào mà rành đường này có thể lấn trốn một cách dễ dàng. Anh rẽ nữa, ở đây cũng ngã rẽ nữa, trái hay là phải. Thực sự mà ở đây mà muốn tìm một ngôi nhà còn khó hơn lên trời nữa. Đường xe lửa quận Bình Tân đây.
Đây là đường to lửa của Bình Tân. Đây giờ mới có 8 giờ gần 8 rưỡi rồi đây. Hôm nay là thứ bảy, đấy, ngày cuối tuần. Cho nên là mọi người sẽ thấy ăn uống giá nó sẽ đông hơn so với mọi khi. Đấy mọi người, các quán xá sẽ có lẽ sẽ hoạt động hết công suất vào ngày thứ bảy và chủ nhật, hai ngày cuối tuần. Hôm nay là năm diễn ra giải bóng đá Euro, cho nên mọi người sẽ đi đến các quán, các quán nhậu sẽ ăn uống và xem bóng đá. Chỗ này là Aeon Bình Tân, con đường tên lửa này về đêm đấy các bạn. Ở đây là có 6 làn xe ha, 3 làn xe mỗi bên. Đường này nó có một cái đoạn rất là rộng. Đường này mình đang hướng về Kinh Dương Vương để đi bến xe miền Tây ha. Ở đây là mình sẽ lệ trái và đường Kinh Dương Vương. Thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố lớn, nhưng mỗi khi mà điều kiện đó một cái là người ta sẽ dồn lại một cục để đi qua cái ngã tư mà nó bị trái điện phải, đi không cẩn thận là có thể là qua chạm ngay. Ở đây là hướng về Messi miền Tây đây. Đây là đường Kinh Dương Vương đấy các bạn. Hôm nay là cuối tuần, cho nên các bạn sẽ thấy là một cái phần mà người ta tập trung vào các quán xá rồi, đường có vẻ là rất là vắng ha, rất ít xe cộ, mình có thể là đi thoải mái. Lại có mùa Euro nữa, đấy các bạn có thể thấy là hai bên đường chật kín người. Chắc là những cái quán nhậu, có quán mình chiếu bóng đá đấy. Còn đây là mình đang đi vào tiếp theo rồi. Phía bên trong của bến xe miền Tây. Bến xe thì người ta hoạt động lúc nào cũng có xe đi hết đấy. Đây là bến xe miền Tây đây các bạn. Tấm này hỗ trợ vé 1900-6067 của bến xe Phương Trang. Nhà xe Phương Trang tại bến xe miền Tây, đó là bến xe lớn thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh này. Cổng này là cổng vào, cổng số 2. Đa số là người miền Tây, người ta sẽ đi về đây lúc nửa đêm, gà gáy cũng có xe nữa. Ghế chờ mua vé. Bến xe tấp nập. Sau khi mà bến xe miền Đông cũ quá, giải tỏa, chấm dứt, gần như là chấm dứt hoạt động, thì ở đây vẫn còn bến xe miền Tây dành cho các tỉnh miền Tây. Người ta sẽ xuất phát về đây để mà đi các tỉnh miền Tây.
Minh Tâm Hiếu tiệm vàng. Ui, oh my god luôn. Hôm nay là thứ bảy ha, thứ bảy là cái ngày, là ngày cuối tuần, cũng là ngày người ta nghỉ ngơi. Ăn uống nhậu nhẹt. Bây giờ là 22:11. Đường này là đường Phạm Hồng Thái, quận 1 nè. Ngay cái trung tâm. Ngay khu vực trung tâm luôn. Đấy, ô tô đợi đổ đầy đường. Ở đây là người ta đang thi công cái gì vậy ta? Chứa hạ tầng kỹ thuật hay sao, làm đường hay cái gì. Tường rào bao tôn kia là người ta đang làm cái tiếng metro, tới giờ vẫn chưa có xong. Wow, chỗ này người ta bán đồ ăn vỉa hè đây. Mọi người đến đây tập trung quá trời nhiều nè. Cửa hàng túi xách, quần áo. Ở đây là trung tâm quận 1 nè. Bây giờ là gần 10 giờ rưỡi rồi. Gần 10 rưỡi. Dạ, trái là đường đi Thánh Tôn nè. Ở đây có khá nhiều khách sạn đấy. Thì đã quanh một vòng một vài con đường ở đây. Ở đây đường này là đường gì ta? Lê Anh Xuân. À, đường này ngắn thôi. Còn kia là đường gì ta? Lý Tự Trọng. Ôi mai gói rồi. Rồi 22 giờ rưỡi rồi á. Lý Tự Trọng nè. Cách tay nó cũng rất là khoái Sài Gòn về đêm nha. Ôi em này sao mà ngồi trong nóc ở ngoài cửa thế không biết ta. Bây giờ là khuya rồi mà người ta vẫn còn đi chơi, dắt nhau chở nhau trên chiếc xe máy đi chơi đấy. Đường này là Trương Công Định. Thank you.
Bây giờ mà rẽ vào cái đường Lê Thánh Tôn của quận 1. Đấy, rẽ phải vào đường Lê Thánh Tôn nè. Bây giờ là 22 giờ, 22 giờ rưỡi đêm rồi đấy các bạn. Ở trên đường Lê Thánh Tôn này nó giao với một cái đường phố đi bộ mang tên Nguyễn Huệ. Ở đây nó có một cái công trình hết sức là đặc biệt. Đây, để phải vào Lê Thánh Tôn này. Công trình cấp ở phía bên phải màn hình các bạn nhìn thấy đó là Ủy ban Nhân dân quận 1 đấy các bạn. Đây, đây là được xây dựng từ thời kỳ Pháp đấy. Đây nó qua hơn 100 năm rồi đấy các bạn. À, trụ sở ủy ban quận 1. Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đấy. Đây đây là một cái trụ sở ủy ban quận 1 mà. Bây giờ là 22 giờ 30 phút. Xe vẫn còn nhiều quá. Và quanh qua một số tuyến phố như là Lê Thánh Tôn, Trương Công Định. Và cái phía trước cái đường kia là đường Pasteur đấy. Bây giờ mà rẽ vào cái đường Pasteur này xem sao. Ôi, nó kẹt cứng người luôn. Thì không thể tin được luôn đấy. Oh my God. Đúng là cái trung tâm của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thiệt là quái chướng. Bây giờ là mình nghĩ là người ta đang từ trung tâm thành phố Sao mà lắm người thế? trở về về nhà để ngủ nghỉ nè, cho nên là cái đường ở đây là đường Pasteur mà nó kẹt, nó cứng đơ luôn. Quá trời nhiều xe luôn, có đồng hồ đếm giây nữa, ấy giây nè vượt luôn. Ôi trời ơi. Nơi check in rất đẹp đấy, một cái quán cà phê có cái view mặt trước check in cũng khá là ok.
đường này là đường một chiều chứ mà, ôi người lại đông thế, nhiều thế không biết. Đây mọi người xem video là nhớ đăng ký theo dõi kênh nha. Còn là trai xinh gái đẹp không à? Lê Dương Butter rồi tiếp tục cái con đường Butter này chúng ta sẽ xem có những gì đặc biệt ở đây nha. Ở đây là đèn điện đường thì bị mấy cái cây xanh nó chắn hết rồi. Cây xanh Petroleum Park. Lúc này là chưa không thấy quán cà phê nhiều nữa. Ồ nhưng mà thay đổi lại là mấy quán cóc. Jollibee. Ở đây có hai hàng cây cổ thụ. Cây sa cừ. Ôi. Bây giờ người ta đi chơi, đi bời. Xứ sở của việc ăn chơi đó. Điện Biên Phủ. Ở đây là mấy cái trụ sở văn phòng, rất ít quán cà phê ha. Chỉ có cái đoạn đầu ở chỗ Lê Thái Tôn kia, nó gần với cái khu vực quận 1 á thì mới có nhiều quán cà phê. Quán này quán nhậu à. Heineken. Cô bé dễ thương ngủ ngon lành.
thật không thể không thể đi được. Ban đêm là người dân Sài Gòn đi tập thể dục. Trần Quốc Hoàng đây, thì thấy con đường Trần Quốc Hoàng này là đường Hai Bà Trưng. Bán hàng rong ở trên các xe đẩy